đến với kênh của Hưng. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm về chất liệu sơn dầu. Nó sẽ bao gồm là sơn dầu bề mặt đỡ, cọ vẽ, dung môi. Đó là những cái mà cần thiết khi mà chúng ta bắt đầu vẽ một cái bức tranh sơn dầu. Đây mọi người có thể thấy đây là các cái tuýp sơn dầu. Thì sơn dầu nó sẽ có nhiều hãng sơn dầu, và đây có hai hãng là một của Mary và một của hàng Vivid. Sơn dầu thì nó có nhiều dạng tuýp lớn nhỏ khác nhau. Tuýp lớn nhỏ khác nhau. Đây là dạng tuýp lớn, đây là dạng tuýp nhỏ ha. Nó có một loại là tuýp nhỏ hơn nữa. Và đây đây là dung môi. Thì dung môi chúng ta sẽ bao gồm hai loại, một là cái dầu màu trắng trắng này là sẽ là dầu thông. Dầu này là chúng ta dùng để làm rửa cọ, sau đó thì có thể pha loãng sơn. Tuy nhiên cái tính chất của dầu thông nó sẽ làm phá liên kết sơn, cho nên khi mà chúng ta pha chỉ để vẽ các lớp lót ban đầu, không vẽ các bề mặt sau. Còn đây là dầu lăng, là dầu lăng. Thì dầu lăng là dùng để pha loãng sơn, nó tạo ra cái sự liên kết cái sơn dầu, nhưng mà nó không có làm phá vỡ cái liên kết như là cái thằng dầu thông. Rồi tiếp theo đây là bề mặt đỡ. Thì bề mặt đỡ ngày xưa thì nó sẽ là gỗ, sau này thì người ta tìm hiểu ra cái chất liệu là canvas, tại canvas nên là nó áp dụng cho đến bây giờ, tại vì nó mỏng nhẹ. Vải canvas này có thể được căng trên một cái khung gỗ như thế này và là chassis ha. Còn vải mà đã căng lên trên cái chassis rồi thì gọi là khoang. Cái loại này mình tí mình dùng để hướng dẫn của Moma là một cái panel panel canvas. Cái loại này thì sau này mới có, nó dùng cái bìa cứng và nó căng cái mặt canvas lên. Theo đây là cọ. Cọ vẽ thì nó sẽ có nhiều kích cỡ khác nhau tùy vào bề mặt tranh của ta lớn hay nhỏ, hoặc là tùy vào cái mảng đó lớn hay nhỏ, cũng như là cái nét cọ khi mình sử dụng cần cái nét to hay nét mỏng mà chúng ta dùng cọ như thế nào. Ngoài ra cọ thì nó sẽ có khác biệt về lông. Thì đây là dạng cọ lông mềm và đây là cọ lông cứng. Thì lông mềm thường được làm từ lông sóc, lông chồn, còn lông cứng thì thường được làm từ lông heo. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái lông cọ nữa, đó là lông nhựa tổng hợp. Cái loại này thì nó sẽ thay thế cho cọ lông mềm, lông sóc. Nếu mọi người thấy video này bổ ích, hãy donate cho mình để mình có động lực tạo thêm nhiều video mới có nội dung phong phú hơn nhé. Và cọ cứng và cọ mềm thì có gì khác nhau? Đây, cọ mềm khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ thấy là vẽ sơn nó sẽ có cái độ mướt. Cọ mềm thì chúng ta vuốt thì nó sẽ có cái độ mướt, và thường áp dụng trong cái vẽ sơn mỏng. Còn khi mà chúng ta dùng cọ lông cứng, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt nè. Cái kéo nó sẽ có cái độ xước của cọ như thế thì thường là áp dụng trong cái việc chúng ta vẽ sơn dày hoặc là tạo ra cái bề mặt chất cho cái phần sơn. Còn sơn mỏng thì quét nó sẽ đều hơn, đa phần là tạo ra cái phần mà chúng ta chuyển màu êm, blend màu, sự khác biệt giữa hai cái.
Mà như lúc đầu mình đã nói về hai cái loại dầu này thì đó là dầu thông và dầu lanh. Dầu thông thì nó có sẽ có tính phá liên kết, cho nên là khi mà chúng ta vẽ nó sẽ cần những lớp lót ban đầu chúng ta sẽ vẽ loãng nó ra thì chúng ta mới dùng dầu thông. Ví dụ chúng ta sẽ thử dùng mấy cái màu đỏ này nha, chúng ta sẽ pha loãng với dầu thông. Rồi lúc này chúng ta sẽ thấy cái chất dầu được loãng ra rất nhiều. Dầu sẽ được loãng ra rất nhiều. Giả sử mình vẽ cái quả táo đi nào. Còn bây giờ mình sẽ thử cũng màu đỏ đó với dầu lanh thì các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt nó như thế nào nhé. Khi mình pha trên palette mình sẽ thấy là cái màu của pha với dầu thông nó loãng và cảm giác là cái màu sơn đỏ này nó không tươi nữa. Còn khi chúng ta pha với dầu lanh thì cái màu đỏ nó vẫn tươi, nó loãng ra nhưng mà nó vẫn tươi nha mọi người. Này, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa khi pha dầu thông và dầu lanh. Thì trong sơn dầu thì dầu thông người ta gọi là dầu gầy và dầu lanh gọi là dầu béo. Thì trong cái kỹ thuật vẽ sơn dầu nó sẽ có một cái kỹ thuật nó gọi là béo trên gầy, nghĩa là các lớp gầy sẽ nằm ở dưới và cái lớp béo sẽ nằm ở trên. Pha càng nhiều dầu thông thì nó sẽ nằm ở lớp ban đầu và chúng ta từ 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 chúng ta tăng dần cái tỷ lệ dầu lanh lên thì nó sẽ nằm ở lớp trên. Tùy theo cái kỹ thuật mà chúng ta vẽ tranh như thế nào mà chúng ta sẽ xử lý pha trộn dầu thông và dầu lanh. Trong kỹ thuật vẽ sơn dầu thì chúng ta sẽ có các kỹ thuật vẽ như là ướt trên nước hay là vẽ nhiều lớp. Vẽ ướt trên nước, vẽ trực tiếp thì nó sẽ được phát triển từ những cái phong cách vẽ ấn tượng của Pháp chẳng hạn. Còn những cái kỹ thuật vẽ cổ điển, những kỹ thuật vẽ cổ điển của cái thời điểm của Ý hay là Pháp ngày xưa thì nó sẽ vẽ loãng mỏng và cần chờ khô để tạo ra cái nhiều lớp, những cái lớp láng màu lên với nhau. Ví dụ vẽ ướt trên nước là như thế nào. Đây, giả sử là chúng ta sẽ vẽ một cái hình dạng của một cái quả táo lại nhé. Sẽ có bên sáng bên tối. Thì sơn dầu này khi chúng ta vẽ nó như thế này thì nó đang còn ướt, đang còn ướt thì chúng ta đã có thể vẽ tiếp cái sơn lên trên, tiếp cái sơn lên trên. Thì cái việc vẽ ướt trên nước này sẽ giúp gì cho chúng ta? Đó là khi mà chúng ta chuyển các cái màu, ví dụ như chúng ta cho bên sáng này cho thêm vàng thì các cái màu nó sẽ hòa quyện một cách dễ dàng. Hoặc là bên trong tối có thêm xanh, màu còn ướt xanh ta vàng như này. Đây còn có thể gọi là pha màu trực tiếp ha.
vẹn từ loạn, sau đó màu nó sẽ đậm dần. Và các lớp sau thì bắt đầu nó sẽ dày màu hơn. Và nếu chúng ta muốn nó hơi đặc quá, nó thêm dầu thì chúng ta chỉ thêm dầu lâm, không thêm dầu thông. Đây là cái kỹ thuật chúng ta có thể vẽ ướt trên nước, đó là liên tục như vậy. Ngoài ra thì chúng ta có thể thay đổi cách vẽ bằng cách là vẽ dày luôn, tôi vẽ màu trực tiếp lên. Tức là màu ở vùng nào, màu gì thì chúng ta đặt màu y như vậy. Ví dụ như đây là đỏ. Cam. Đây là những cách để phù hợp chúng ta vẽ một lớp. Nó cũng như là ướt trên nước, tuy nhiên là nó sẽ không có cần phải lót một lớp sáng tối trước. Phải lót một lớp sáng tối trước mà chúng ta vẽ trực tiếp màu lên luôn. Thì vẽ như thế này khác gì so với vẽ lúc nãy? Đó là khi chúng ta vẽ như thế này thì lớp màu nó sẽ dày, tạo nên cái bề mặt chất sơn cho cái tranh của chúng ta. Để vẽ như thế này thì cần nắm chắc về màu sắc khi mà chúng ta pha. Nếu không thì khi chúng ta vẽ nó sẽ cảm giác là nếu không thì thường là chúng ta đặt màu lên nó sẽ bị lầy nếu chúng ta cứ sửa tới sửa lui màu. Màu phải rất là chắc ha. Sơn dầu nó đang ướt mà chúng ta chồng nhiều lớp quá nó sẽ bị lầy, khó kiểm soát. Nên là khi mà vẽ mỏng ban đầu thì vẽ dày lên, bình thường nó sẽ dày một cách tương đối thôi, không thể quá dày được. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái cách vẽ này nó có cái chất sơn, còn này thì nó sẽ mỏng mỏng ha.
Rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một cái cách vẽ, đó là vẽ theo cổ điển, là vẽ láng màu. Láng màu là sao? Này mình sẽ ví dụ một cái hiểu đơn giản. Giả sử chúng ta có một cái màu vàng. Ở đây mình làm nhanh thử cho mọi người xem thôi, chứ thực tế thì các lớp màu này nó phải khô, chứ chúng ta sẽ không có để ướt lên như thế này ha. Và để vẽ láng màu thì chúng ta cần phải nắm được cái sơn của các bạn là sơn trong hay là sơn đục. Chứ nếu mà sơn đục thì thường các bạn sẽ không có vẽ láng màu được, bởi vì nó sẽ lắc màu đi ha. Và chúng ta còn phải dùng dầu để pha loãng. Đây, mình đang láng một lớp màu đỏ lên trên màu vàng. Khi chúng ta vẽ mỏng cái lớp màu đỏ lên màu vàng thì lúc này chúng ta sẽ thấy nó là màu cam, nó là màu cam. Ở đây nếu các bạn tưởng tượng là nếu như cái lớp màu vàng của chúng ta đã khô rồi thì có nghĩa là nó sẽ không có cặn với nhau được bằng cách pha trộn. Như vậy tại sao nó có thể thành màu cam? Đó là giống như hiệu ứng của một cái kính. Bạn đặt một cái kính màu vàng và một cái kính màu đỏ lên thì nó sẽ ra một cái màu cam. Đó là cái tác dụng của việc vẽ láng màu. Và người ta áp dụng rất là nhiều trong cái vẽ sơn dầu cổ điển. Ở đây mình sẽ không nói quá sâu về những cái tranh dạng như vậy ha, vì nó đòi hỏi chúng ta phải nắm vững về sắc độ và cái chất lượng màu nữa. Ok. Dùng xíu. Sau đây thì mình sẽ nói về các cái kỹ thuật dùng cọ. Nãy giờ thì các bạn có thể thấy mình vẽ các quả táo này và cách mình vẽ mỏng hay là vẽ dày. Tuy nhiên là mình không, nãy giờ mình chưa có nói kỹ làm sao để chúng ta tạo ra cái lớp vẽ mỏng và làm sao vẽ cho nó dày lên được. Nếu như chúng ta vẽ mỏng thì chúng ta phải để ý là chúng ta có thể kết hợp giữa cọ lông mềm và cọ lông cứng. Thường là chúng ta sẽ dùng cọ lông mềm để vẽ lót ban đầu để cái bề mặt của chúng ta rất láng, không có sần, màu đều. Đấy. Nhưng mình sẽ thật nha. Bạn để ý em mỏng, em mỏng thì khá là bình thường, ta sẽ đi một cái lớp như thế này, chuyển như thế này, như tô vậy. Rồi ta lớp màu vàng đây thì vẽ mỏng, thì khi vẽ mỏng thì màu mà nó còn ướt á, nó sẽ có một cái kỹ thuật gọi là vờn màu. Vờn màu đó là giữa màu này và màu kia nó cần một cái độ chuyển, chúng ta có thể vuốt hai cái mảng màu lại với nhau, vuốt hai cái mảng màu lại với nhau thì để cái mảng màu nó êm thì chúng ta phải dùng cọ mềm đó, trong ngón tay kéo qua nó vờn màu ha. Vờn màu để chuyển màu với nhau. Giả sử nữa sẽ thêm một cái lớp màu vàng vào đây. Rồi, bây giờ mình muốn giữa màu vàng thì với màu xanh nó hơi quyện với nhau, mình sẽ vờn nó lại. Vờn màu, vờn khối. Rồi. Còn cọ cứng thì như nãy mình đã nói, nó sẽ cũng có thể vẽ mỏng được nhưng mà nó sẽ tạo ra độ xước, tạo ra độ xước, và thật ra là nó không quá mỏng, nó sẽ vẫn có cái thịt ở bên trên và nó cũng có thể vờn màu được.
Tuy nhiên cái độ vờn của cỏ cứng thì các bạn thấy là nó sẽ có cái độ xước, chứ nó sẽ không láng được như cỏ mềm ha. Nó sẽ có độ xước của cỏ. Như vậy nó sẽ phù hợp trong cái việc mà chúng ta vẽ những cái cấu trúc khối mà nó có bề mặt hơi có độ xước ở bên trên, không quá láng mịn. Như chúng ta vẽ bề mặt quả táo, có những cái vân vân ở trên đó, hoặc là lá, lá cây. Còn dù như nó là bị bình gốm, bình inox gì đó thì chúng ta sẽ cần nó láng mịn hơn thì chúng ta sẽ dùng cỏ mềm. Còn khi chúng ta vẽ dày thì sao? Vẽ dày thì có nghĩa là chúng ta sẽ dứt sơn khá nhiều, không? Sơn nó phải có thịt như thế này, sơn nó phải có thịt như thế này. Và khi đặt màu xuống thì các bạn để ý là khi thịt nó nằm bên một bên cạnh, nếu chúng ta để đứng cỏ quá thì sơn nó sẽ không bám hết được, thì sơn nó sẽ không dày. Cho nên là khi mà chúng ta muốn vẽ sơn dày thì cỏ chúng ta phải đặt nghiêng như thế này, rồi ở sơn dày nghiêng như thế này, chúng ta đặt nghiêng cỏ. Và chúng ta nhớ là đừng có đè cỏ quá, đặt nhẹ nhàng vừa chạm vào kéo ra thì sơn nó sẽ có độ dày. Còn việc là nó tạo nên bút pháp mạnh hay là nhẹ như thế nào đó thì nó tùy vào cái cảm nhận và cái lực tay của mọi người. Như mọi người muốn nó dứt khoát mạnh mẽ thì chúng ta kéo mạnh lên dứt khoát, đưa cái nét ra. Còn nếu chúng ta muốn cảm giác là nó mềm mại, nó nhẹ nhàng thì nó sẽ ở dây mà chúng ta kéo nhẹ nhàng theo cái đường mà chúng ta muốn vẽ. Màu thì như nãy mình nói rồi, thì cái màu này khó, chúng ta sẽ đặt chuyển ra đây. Như vậy là video chia sẻ kiến thức cơ bản về sơn dầu đến đây là kết thúc rồi. Thì mọi người thấy là những cái điều mình chia sẻ hữu ích, hãy cố gắng luyện tập thêm, và có gì không biết các bạn hãy comment ở bên dưới nhé. Đừng quên là like, share và subscribe, ấn nút cái chuông để giúp cho kênh mình phát triển hơn. Tạm biệt tất cả mọi người.